Xin chào quý bà con, hôm nay mời bà con xem dòng máy khoan đất cải tiến mới tại Việt Nam. Máy khoan đất đẩy tay Takio TK3B là một sản phẩm được ưa chuộng trong ngành nông nghiệp và đào tạo đất. Với thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và hiệu quả, sản phẩm Takio TK3B sẽ là sự lựa chọn tốt cho các công trình xây dựng nông nghiệp và đào tạo đất, hiệu suất cao. Máy khoan đất đẩy tay Takio TK3B được trang bị động cơ mạnh mẽ và đầu khoan đa năng, giúp đẩy nhanh quá trình khoan và đào đất, tăng hiệu quả làm việc và giảm thời gian, độ bền cao. Máy khoan đất đẩy tay Takio TK3B được làm từ vật liệu chất lượng cao, có khả năng chịu lực và chống mài mòn tốt, giúp sản phẩm có tuổi thọ cao và khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài. Thiết kế thông minh, máy khoan đất đẩy tay Takio TK3B được thiết kế với các tính năng tiên tiến như tay đẩy bánh xe, giúp giảm trọng lượng và lực trung, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng máy trong quá trình khoan và đào đất, dễ sử dụng và bảo trì. Máy khoan đất đẩy tay Takio TK3B được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, đồng thời cũng dễ dàng trong việc bảo trì và sửa chữa khi cần thiết. Tóm lại, máy khoan đất đẩy tay Takio TK3B là một sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội, được ưa chuộng trong ngành xây dựng và đào tạo đất. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm đáng tin cậy để sử dụng trong công việc của mình, thì Takio TK3B có thể là lựa chọn tốt hàng đầu cho bạn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.